Mình tạm dừng lại nghi thức một chút đã mọi người. Mình có cảm giác ai đó đang theo dõi mình mọi người à. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roman Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem buổi livestream vừa rồi, mình có thực hiện nghi thức truyền âm thực để có thể hỏi ý kiến của thầy Hùng là liệu mình có thể gọi hai ngài Hắc Bạch Nhị Vị lên và giao cái hồn ma đó cho hai ngài mang về địa ngục hay không. Thì thầy Hùng đã cho mình biết một điều. Thầy Hùng sợ là hai ngài Hắc Bạch Nhị Vị sẽ không chấp nhận linh hồn đó và đưa linh hồn đó về địa ngục mọi người. Cho nên thầy Hùng đã chỉ cho mình một cách để có thể kiểm tra là xem hồn ma đó có được về địa ngục hay là không. Mình đã qua sảnh và gọi linh hồn Thiên Linh Nhi nhả cái hồn ma đó ra để mình có thể kiểm tra mọi người. Thì y như là lời thầy Hùng nói, linh hồn này không được hai ngài Hắc Bạch Nhị Vị chấp nhận đưa về địa ngục mọi người ạ. Cho nên ngày hôm nay mình đã tìm được một cách để có thể đưa linh hồn đó về địa ngục. Vì hiện tại bây giờ càng giữ linh hồn đó lâu thì càng nguy hiểm mọi người ạ. Rõ ràng mọi người thấy là có một cái thế lực nào đó nhúng tay vào và muốn giải thoát cho cái hồn ma này mọi người. Cho nên hiện tại mình không thể nào giữ linh hồn này lại được mọi người. Mọi người có nhớ nghi thức mình từng làm để đưa ba hồn ma oán linh về địa ngục hay không? Thì tối nay mình sẽ dùng nghi thức đó để có thể đưa hồn ma này đi về địa ngục nha mọi người nha. Và video tối nó như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối này nha. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay rồi mọi người. Trước khi nói sâu hơn về nghi thức này, mình xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu thắp hương để chuẩn bị cho nghi thức này được kích hoạt và bắt đầu khóa kết giới ở khu sảnh này lại. Và mình sẽ nói với mọi người sâu hơn về nghi thức này nhé mọi người. Xin phép tất cả mọi người ạ. Đột nhiên gió lớn lên rất nhiều mọi người ạ. Thank you.
Mình cũng đã khóa kết giới lại rồi mọi người. Mọi người thấy, mình cũng đã chuẩn bị cho nghi thức để có thể đưa cho cái hồn ma này đi về địa ngục mà không cần hai vị hắc bạch nhị vị xuất hiện mọi người. Bát quái ở bên dưới, mình sẽ thực hiện kích hoạt cửa bát môn để có thể di chuyển cái hồn ma đó tạo một con đường đi xuyên qua bát môn để đi thẳng xuống địa ngục nha mọi người. Mọi người nhớ là mình cũng đã từng thực hiện nghi thức này đối với ba linh hồn oán linh rồi. Mọi người có nhớ không ạ? Mình đặt cái vật chứa linh hồn ở bên trên một cái ghế nồi mọi người. Đó, cái ghế nồi sẽ cách mặt đất cỡ chừng 20 cho tới 30 cm mọi người. Đó, khoảng cách cỡ bằng một nén hương đó mọi người ạ. Mình sẽ đặt một cái bát quái bên dưới. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc chú để làm phép cho bát môn mở ra nha mọi người nha. Mọi người cũng đã thấy cửa bát môn cũng đã được mở rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đọc chú để mà có thể mở ra một con đường từ ở trần gian này xuyên qua bát môn và để cho hồn ma đó đi thẳng xuống địa ngục nha mọi người. Mọi người có thấy một con đường đã được tạo ra không mọi người? Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đọc chú để đưa linh hồn đó về địa ngục nha mọi người. Mana jadi cina nak orang 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 mana jadi cina nak
Ai đó? Mình tạm dừng lại nghi thức một chút đó mọi người. Mình có cảm giác ai đó đang theo dõi mình mọi người à. Thiên Linh Nhi, linh hồn hãy trông chừng xung quanh giúp tôi nha. Vì trong lúc tôi đang thực hiện nghi thức, tôi không thể nào đề phòng xung quanh được. Khóa. Mình cũng đã đưa linh hồn đó về địa ngục rồi mọi người. Mình nghĩ nghi thức đã thành công rồi. Nhưng muốn biết đã thành công hay chưa, mình phải kiểm tra lại một lần nữa mới được mọi người. Mình sẽ kiểm tra xem linh hồn đó còn ở bên trong hay không nha mọi người. Linh hồn đó đã đi về địa ngục rồi mọi người ạ. Ok mọi người, coi như là nghi thức chúng ta cũng đã thành công rồi mọi người. Mình nghĩ là đi về địa ngục sẽ là một con đường tốt hơn cho linh hồn đó. Có một điều mình nghĩ mọi người cũng đang trở ngại, đó chính là linh hồn này không được Hắc Bạch Nhị Vị đồng ý để đưa về cõi âm ti, thì linh hồn này sẽ không được đi siêu thoát luôn hay sao? Nhưng không phải mọi người. Khi một linh hồn đạt đủ điều kiện của âm giới sẽ được Hắc Bạch Nhị Vị đưa về địa ngục và đi qua cửa quỷ môn quan, đi vào bên trong để nhận lấy, xem lại những cái tội lỗi của mình. Sau đó sẽ đi vào bên trong luyện ngục, và sau khi luyện ngục xong sẽ được đầu thai siêu thoát. Đối với những linh hồn như thế này,
không được hát bạch nhị vị chấp nhận về âm ti. Vậy bây giờ mình đưa linh hồn này về âm ti theo một cách khác thì linh hồn này sẽ như thế nào? Tất nhiên sẽ không được đi qua cửa quỷ môn quan được, không được đi vào bên trong để mà luận tội và luyện ngục để đầu thai siêu thoát. Nhưng cái khoảng thời gian ở ngoài cửa quỷ môn quan, nếu như linh hồn này ăn năn, nhận ra được những tội lỗi của mình, thì có thể một thời gian sau sẽ được xem xét và đi vào bên trong để mà luận tội. Thì thà để linh hồn này lang thang vất vưởng ở trần gian này không có ngày siêu thoát, thay vào đó mình có thể sử dụng nghi thức này để đưa linh hồn này về cõi âm ti. Như vậy sẽ có một con đường mới hơn cho linh hồn này mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của mình. Đêm nay đã là quá là dài rồi mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện nhiều hơn với mọi người nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này của mình.